Trong xanh mời em cùng anh ghé lại một lần. Quê mình có đò có sông, quê mình có gò có bông. Chứ mời em về thăm chốn này miền Tây. Rồi ngày sông nước lung linh, mời em làm dâu hiếu đạo nhà. Chứ anh thì không ý gì đâu, anh thì biết mẹ muốn dâu là em. Nàng dâu miền Dương ơi, họ là thương ơi, họ là thương. Dạ, xin chào cả nhà. Cô hồi hộp quá không biết nói gì nữa. Rồi lên nhạc luôn đi, rồi lỡ con hát xong con nói sao nha. Ôi mềm rét ơi, bữa nay cái sống luôn hình như có đám cưới nữa, sao mà đám xui dữ vậy ta. Kè, trời ơi cô dâu kè, đẹp hết sảy. Ước gì mà được làm chú rè. Con tươi chiếc áo cô dâu nắng che đồng mây. Thời gian mà lâm sắc cứ quay tìm vào. Có cô thì làm niềm ý, có cô thì cười duyên. Ôi sông dưới có bát nhạc cả rước dâu về nhà. Bà con lôi sông rú nhau thật đông để nhận mặt cô dâu. Nghe đôi nguyên ương xứng đôi vừa lứa nét son hồi đường. Em ơi em, có chi mà buồn xo. Khi ra diễn tới khi cái đôi mình còn chờ đôi tình mai nối đôi mình đến hôn nhà cưới. Để kia mà em xem áo xanh đỏ nhẹ, có bộ dù kẻ nón nghi bài thơ. Trong xa như bước bay thường qua thức tha vào. Cô dâu nắng che lòng tôi.
nhau thì làm nghiệp lý gấp đôi thì cười vui. Ôi sông khi có ba con nhạc ca rước nhau về nhà, mà còn đôi sông rung nhau nằm đâu kế nhận mặt ta con dâu. Nghe nói nguyên tôi sức đôi vừa lứa để sống mọi đời. Nơi tóc bạc vợ phụ cha nêu mắt thâm lắc nơi mày có được xem áo thời trang trên áo cưới ngày xưa. Em ơi em quá chi mà buồn xa khi là nhìn tới khi cái tôi mình gặp chờ tôi bên mày mỗi đưa tình đính hôn ngày cưới. Thì kìa mà em xem áo xanh đỏ có tôi buồn về nón bên bài thơ trong xa như bướm bay đường qua thức tha chào. Đó, con xin chào hết tay đi ạ. Dạ, xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Dạ, con muốn là hôm nay đám cưới của con có nhiều cô chú anh chị với các bạn ở rất rất là xa, từ Sài Gòn về đây. Dạ, con xin bây giờ cho con nói ít thôi, mai con nói nhiều tại bây giờ văn con sổn chưa kịp. Dạ, cho con xin được chân thành cảm ơn ông bà cô bác cô chú anh chị đã đến đây dự đám cưới của hai đứa con trong buổi tối ngày hôm nay và ngày mai. Dạ thì thật sự là hôm nay là ngày cưới của con, nhưng mà có một cái điều đặc biệt nữa đối với hai nhân vật nữa ở đây cũng đang có mặt ở đây. Dạ, theo con được biết thì hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của Đồng Trọng Lễ và Mã Ngọc Hiền. Dạ bây giờ con xin mời Đồng Trọng Lễ với Mã Ngọc Hiền cũng lên sân khấu được không ạ? Dạ, để con chú con dắt lên dắt Mã Ngọc Hiền đi. Khai tre đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Cho cây này cỡ cậu không? Không. Không bé đó. Đây, mày bắt ghế được đây. Yeah.
đánh dấu trên giường đã thấy chiều mới. Chỉ cần em gật đầu bưng lễ nhà trai thật ngầu, đêm câu trầu đến rước em về nhà anh như trốn được thâu. Một mùa lúa chín rung rinh, chiều em là ra cánh ruộng làng mình, cánh ruộng làng mình. Lúa cười, lúa nói cùng em, ở nơi này ngày mùa nó lắm lem. Con em là em không ngại nhọc nhằn. Ơ hò hò vô, ơ hò hò vô, ơ hò hò vô. Em nhìn em thấy gì không, em thấy gì không? Dòng sông đã nói gì với nói em? Con cá linh đồng hoài dương bông súng, chai bếp sao hè chờ nồi cơm khê. Có ba mẹ quê đợi trong nàng về, ơi về làm dâu, ơi về làm dâu, ơi về làm dâu. Rồi ngày sóng nước lung linh, mời em làm dâu hiếu đạo nhà mình, làm dâu nhà mình. Chứ anh thì không ý gì đâu, xạo quá, anh thì biết mẹ muốn dâu là em. Nàng dâu miệt vườn, ơi hò là thương, ơi hò là thương. Thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi. Hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trong phần cơm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Một hai ba vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt. Yêu ai không phải sợ.
cho nên em xin được thể lệ lại cuộc chơi, cái lượt chơi cho bà con mình luôn ha. Chờ anh canh cái làm gì anh? À, sao Giang cỡ đó hả anh? À, rồi ok, để chị anh chơi nha. Dễ chơi lắm anh ơi. Dạ, thì ở trên tấm vé lô tô của tụi em á. Dạ, từ chờ em xíu. Trên tấm vé lô tô tụi em sẽ có gồm 60 con số tương ứng với 60 con banh trên lòng cầu quý vị mình ha. Đó, em quay con số ra, em đọc số nào bà con mình á, dùng tâm để mình trọt lỗ con số đó nha. Đó, cứ 4 con số hàng ngang là kinh nha bà con mình nha. Đó, 3 con là thiếu, 4 con là đủ, 5 con là dư. Anh làm gì vậy? Em cỡ đâu? Trời ơi, thiệt sự đi. Dạ, rồi quý vị mình ơi, vòng loại đầu tiên thì sẽ phát vé cho bà con mình, tới vé màu xanh dương ha. Rồi, bà con mình có vé màu xanh dương hết chưa ạ? Dạ. Dạ, giải thưởng là gì hả? Giải thưởng xíu để bực mí nha. Trời ơi, yên tâm đi. Đây đó quý vị mình ơi, ai chưa có dùng cái tài là vé miễn phí đó thì mình nhớ về đầu tiên là vé mình nha. Mình bên dưới các anh chị đang rảo bước chào đời những cái tài là vé miễn phí mình nha. Đây mày muốn gì đây, số gì đây, bà con cô bác có giấy đồng này trở lại đây nghe những số số ra không mấy còn mấy gì đây, mày gì đây, còn chờ gì đây à, mày muốn gì đây, nằm kiếm bao, nằm kiếm bao thấy con già mà trong gai ngó lên cao em tưởng là con ó, chứ thò tay vô, chứ thò tay vô để kiếm chỗ thò tay vô đây, rồi thò nhưng mà mất cái gì, chứ thò tay vô em có cái mà giận mình à, 39 39 cái 39 ra 39 con cũng đã ra 39 ba chị đây ai xa nhớ về quê thăm bến đò năm xưa lấy kia đâu là bờ lao xanh xanh thắm gió mưa nơi có mẹ đang khóc trong đời từng đêm con sắp về chưa họ ấy ơi chú ơi hò sang xe đông liêu họ ơi 31 ơi 31 là 31 31 31 31 câu 31 số gì đây số gì đây số gì đây con số gì đây mày gì đã con số gì đây nhà quan là có con đường không ha nhà cũng hết có con đường mà dễ đi à hết ơi hết đẹp mà làm chi để cho quan nguyện sắc đi mà nhiều về à hết ơi hết đẹp mà làm chi để cho quan nguyện đứng ngồi mà học y 60 năm nguyên 60 con sáu mươi số gì ra thấy gì đây con chờ gì đây chờ gì đây cái chờ gì ra chờ gì ra ngày xưa tôi lên Sapa tôi có thêm một người tên Na, Na đứng bên cầu Việt Nam mà Na khóc Na sầu à Na ơi Na Na có lên Sapa để tôi lấy bếp ba chở Na về nhà Na 23 con cũng nát đa 23 là hai chục nữa là hai chị đây hai chị đa là hai chị đây hai chị đây là hai chị đây hai chị đây hai chị đa là hai chị đây hai chị đây với em là phụ chị nam lên nam số chị đi tiền nhưng ngọc không công tiền nam thuê mày để em cần thuê mẹ giàu chị chỉ có coi chân trong em qua thắt lại như dòng nắng mưa trong một hôm nghe tin sẽ cần ra hy sinh em đang thành tây mẹ thì bắt đầu đây đây anh cũng đã thằng anh Việt Nam 20 số gì đây cái mấy gì ra mày gì ra còn chờ gì đây chờ gì đây à chờ gì đây à kể từ lúc rung sơn lên đèn à thăm bước theo hào trên mà tôi hay đã con bắt nhiều xưa ai đứa trong đêm thầu á ai đứa trong đêm làm cái gì ai đứa trong đêm thầu đó ừ à 44 sao lòng quên quá cái rồi lòng hấp dục ý là con có được cái dục có được quá luôn cái được cái dục cái được có đúng số mười đây số chị đã mười chị đây em bắt tìm tiền đi ngọc chào em cho bao nhiêu số người mười lấy chồng được chưa em như hồi đó anh nhỏ có vô cùng mà sao giờ đây anh thương quá chứ chị ta em như hoa hồng anh thương mấy cậu để đón em đi trên đường châu nha đâu chờ đi về nhà mà sắp được mình sắp có gì mà rầu lo chuyện gì mà khó qua đã có em rồi mang một tiếng ở trên lầu cao mang chỗ đưa lối và bên nhà ghế lâu ta đã xây lầu đài cao sẽ có bao nhiêu chuyện tâm em mà chỉ ăn hết chỉ một giây để ta sẽ mãi gần nhau
con người sau, con người sau con người nát ra con người sau, con người sau con người sau ra con người sau, chuẩn bị đây xuống chuẩn đây xuống chuẩn đây con người đây chuẩn đây con người đây chuẩn đây chuẩn hai ra bờ sông giang hoa hãy con chuồn chuồn bay về nhà một mùa tinh ba hoa mai này em lấy chồng tây ninh à ra con người chín à con người chín con mười chín cái con mười chín con mười chín cái con mười chín số gì ra có ai vô chưa có ai đợi chưa có ai chờ chưa anh chờ hàng mấy đó ủa chờ quá trời má ơi anh chờ hàng bốn hả anh chờ hàng mấy anh chờ hàng hai hả anh chờ hàng năm hả ờ chờ hàng năm hả em kêu hàng hai hai gì đây cái hai gì đây anh chờ hai mấy đó anh chờ 28 hả anh chờ 28 hả ờ lượm luôn cậu ơi hay chưa hai mươi bảy cái chế đẻ lẻ cháy từ một cái chế đẻ lẻ 27 ra 27 có ai đợi chưa ai chờ chưa muốn câu là đời muốn cô làm hết số gì đây mày gì ra số gì đây số gì ra mười gì đây là mười gì na là mười gì đây mười gì na mười gì đây là mười gì na là mười gì đây mười gì đây mười gì đây vui tôi cô sẽ đổi hồi con đá nhỏ con đường nào dẫn đến một dòng sông mà em mắt hướng ra ngồi ra ngáo đợi con đò cho đường trôi xa ai quê mình giờ đây con sông sẽ có thuyền to xuôi ngược ơi gió lùa hoàng hôn con 14 con 14 con của nát ra con 14 con 14 con 14 số kỳ đây số kỳ đây con số kỳ đây số kỳ đây có ai đợi hay chưa chờ hàng năm hả chờ hàng năm đâu ai kêu hàng bố số kỳ đây số kỳ đây số kỳ đây mai số kỳ ra số kỳ đây số kỳ đây số kỳ đây con bố kỳ đây trong cái bên này đứng tiếng trong đầu lòng lớn ai đây không đủ sức tài mở ra không ra coi có bà mày nhưng mà tôi vẫn quyết những thành mê lên nào 49 cái chưa cái đó hả là chiếc lá gờ hơn xin lỗi ở dừng xe 49 dừng xe là dừng anh và dừng chủ lại dừng anh ơi rồi ha 49 mà điểm chưa qua đó có một chút dân rồi có gì đâu mà sợ tụi em được tốt giả thôi đem dò nhắn cho đem dò cho dò đi em rồi em đứng qua đem dò cho anh nha chứ nãy anh trên con số mấy vậy vào wow, con 49 đồng đem ngồi xuống dò cho anh nha. Ừ chỗ đó sáng em đây, dò đi. 49 có 1. 49 có 1. 60. 60 có 2. 30. 30 có 3. Cái gì nó cấm em bạn ơi cái gì vậy trời. Trời ơi má ơi. Và con này con gì vậy trời. Con này là con cái à. Em xe cái gì vậy bé ơi. Rồi con 19. Con 19 là tuổi của em có đủ. Rồi muốn bằng em hoàn toàn hợp lệ với mình đây. Ai có một thống niên mình bước lên xe khó mình chỉnh cho mình em. Còn bằng không ở trên chúng em sẽ bỏ cái lần cầu cho anh họ ra ngoài bỏ phá mắt về xa chân phòng về đá với mình nha. Dạ anh ơi bây giờ em hỏi nè. Anh lấy quà hay lấy em? Lấy em cũng được má ơi. Trời ơi ghét dễ sợ luôn anh. Thôi bây giờ lấy quà đi tối giờ lấy em sao nha. Rồi cái mình về nè đó. Rồi rồi xin mời cô giáo chú đã trời ơi chú đâu đây vậy nội khổ dữ với mẹ ở đây hà rồi đại diện hay là chị cháu hà ha rồi mà trước khi mà trao giải anh có cảm xúc gì hoặc là cái lời chúc phúc nào rồi gửi đến cô cho chú để không gần anh yêu em Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên đi. Ta bước chân đến nơi em đã.